cộng đồng quốc tế ngỡ ngàng với lý do người dân châu Phi bắn tiếng Việt quá đỉnh, cả bản mê tít học tiếng Việt. Bạn có tin nổi đây lại chính là nàng hậu Thùy Tiên của một cậu bé Angola đang say sưa hát bài hát trong truyền thuyết bất hủ của người Việt hay không? Còn đây là những thước phim cực kỳ náo nhiệt và vui mừng khi rất rất nhiều người dân trong bản nồng nhiệt chào đón và vây quanh Thùy Tiên reo hò. Nhưng thật kỳ lạ làm sao khi đến với vùng đất vốn cách xa chúng ta đến cả nửa vòng trái đất. Nhưng Thùy Tiên và hơn thế là cộng đồng quốc tế cũng phải ngỡ ngàng khi người dân ở châu Phi vốn nổi tiếng là vùng đất khó khăn, nhưng sao lại có thể học và nói được tiếng Việt siêu đến thế? Bạn cứ thử nhìn cái cách mà anh chàng Lindo này nói chuyện đi. Nhiều người còn hóm hỉnh mà khen, ông anh có khi mang quốc tịch Việt Nam ấy chứ. Sang Việt Nam làm thêm mâm thịt chó với mấy cụ nữa thì có mà chém gió phần phật luôn. Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến thắc mắc, ai cũng bảo phong ba bão táp cũng chẳng thể nào mà bằng ngữ pháp Việt Nam. Vẫn biết các quốc gia châu Phi vẫn luôn sống trong đói nghèo cực khổ, thậm chí nhiều người còn không biết đọc biết viết. Vậy vì lý do gì mà họ lại có thể đam mê mà học cái ngôn ngữ còn ghê gớm hơn cả phong ba bão táp ấy? Kỳ thực là cũng không có lý do gì nhiều đâu các ông ạ. Ngồi xuống để tôi kể ngọn ngành cho nhé. Các bạn thân mến, cách đây vài giờ, chia sẻ trên trang fanpage chính thức, Hoa hậu Thùy Tiên cho biết cô đang có mặt tại huyện Hoàng Bồ để nghiệm thu bàn giao cũng như khai trương các giếng nước sạch cho người dân trên bản. Đặc biệt, hai giếng nước sạch này đều được thực hiện hoàn toàn bằng sức lao động của người Việt. Thùy Tiên bày tỏ, một chuyến đi với những tâm tư kế hoạch kéo dài suốt nhiều tháng, thậm chí Tiên còn không nghĩ rằng mình sẽ chuẩn bị kịp mọi thứ để đặt chân được đến vùng đất này như dự kiến. Ngày hôm nay đứng trước những chiếc giếng nước sạch mà mình đã gửi tặng cho người dân ở bản Jamba, cảm xúc thật sự khó tả. Và hơn hết là niềm vui sướng vì hơn 300 hộ dân nơi đây sẽ có nước sạch để sử dụng trong thời gian tới. Đi đến nhiều nơi để Tiên biết được rằng mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa, để có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa, để cho Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế không chỉ đơn giản là một danh xưng, đó còn là trọng trách, là sứ mệnh. Có lẽ một điều vô cùng đặc biệt mà có lẽ ai cũng có thể thấy, đó là những hình ảnh người dân vui mừng chạy ra đón Thùy Tiên và vây quanh cô. Nhìn cảnh này An lại cảm thấy rạo rực, vui mừng và tự hào, như thể những người dân ở đây đang chào đón Việt Nam vậy. Những nụ cười, những câu hát reo hò họ bất chấp những cơn nắng cháy, với những đôi chân trần họ không quản đường xá xa xôi mà chạy theo những chiếc xe. Sự nồng nhiệt ấy, tình cảm ấy thật đáng quý biết bao. Có lẽ đó chính là hiệu ứng kết quả mà những người Việt ở châu Phi nói chung và team châu Phi đã dành tặng dân bản suốt thời gian vừa qua. Các bạn thân mến, trong chuyến từ thiện tại châu Phi, ngoài việc cùng nhóm Quang Linh Vlog nghiệm thu hai giếng nước sạch, Thùy Tiên còn tham gia một hoạt động khác. Mới đây, một đoạn clip người đẹp sinh năm 1998 dạy em bé châu Phi hát và nói tiếng Việt khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Cụ thể, khi cậu bé người Angola bập bẹ hát được một câu đầu tiên của bài Cháu lên ba, Thùy Tiên cũng bắt đầu hòa giọng. Hơn thế nữa, cô còn tận tình dạy cho cậu bé hát những câu tiếp theo một cách rõ ràng. Đi kèm theo đó, Thùy Tiên dùng hành động diễn tả để cậu bé có thể hiểu được ý nghĩa của lời bài hát. Tiếp đó, người đẹp cũng dạy em bé này đọc tên mình và nói lời cảm ơn bằng tiếng Việt. Ngay lập tức, khoảnh khắc đáng yêu nhận về nhiều lượt tương tác và chia sẻ của các fan sắc đẹp Việt. Đồng thời, họ còn dành lời khen cho sự thân thiện và hòa đồng của Miss Grand International 2021. Một số tài khoản bình luận, yêu thương quá nhiều luôn, Thùy Tiên đi đâu cũng tự nhiên và hòa nhập nhanh vậy. Tiên xứng đáng là một hoa hậu thật sự. Sao mà không yêu cho được, từ người đẹp nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2018 đến Miss Grand International 2021. Nhìn em bé và Thùy Tiên dễ thương, thân thiện quá. Tiên quá tuyệt vời luôn. Hoa hậu đẹp ở cái mộc mạc, giản dị, không cần hào nhoáng hay xa hoa, đẹp từ những thứ đơn giản nhất. Đặc biệt nhất, cộng đồng mạng còn cực kỳ bất ngờ khi phát hiện ra người đứng ra phiên dịch kia lại chính là một người dân châu Phi 100%, chứ hoàn toàn không phải người Việt như nhiều người lầm tưởng đâu. Cũng chỉ tại ông bắn tiếng Việt kinh quá ấy. Hôm nay Lindo quay cho các bạn xem. Đây là Lindo có 1.000 hả? Xem xong những video này, cộng đồng mạng trong nước và quốc tế lại được fan rầm rộ lên. Mình thật sự càng ngày càng quý Lindo. Chỉ là một người con tay lấm chân bùn mà hôm nay được làm người phiên dịch cho đất nước mình. Cho một người nổi tiếng đến thăm vinh dự lắm. Chúc team và Lindo mạnh khỏe. Thích cái cách Lindo vừa chia quà vừa dạy các bé nói lời cảm ơn. Lindo giống người Việt Nam lắm rồi đấy nhé. Rất thích câu nói mà Lindo dạy cảm ơn Việt Nam.
Lindo là người Việt Nam thật rồi các bạn ạ. Mỗi việc làm cùng sự suy nghĩ của Lindo đều nghĩ về Việt Nam. Các anh chàng này dễ thương quá. Lindo giỏi thật đấy, biết nói tiếng Việt còn biết viết luôn. Nay còn đứng ra làm phiên dịch luôn kia. Không chỉ có người nhớn mới đam mê tiếng Việt đâu các bạn ạ. Cô bé đáng yêu này còn quả quyết, nói tiếng Việt dễ lắm, rồi chào bằng tiếng Việt luôn nè. Chào. Chào. Ok. Mẹ ngơi đáng yêu quá đi mất. Theo những chia sẻ của rất nhiều giáo viên bất đắc dĩ, người Việt ở đây thì họ đều nói rằng người châu Phi họ rất yêu tiếng Việt. Mặc dù nó rất khó nhưng chính tình yêu và lòng biết ơn với những tấm lòng Việt đã giúp họ vượt qua và càng yêu thêm tiếng Việt. Anh Quyết, một bác sĩ trẻ Việt Nam chữa bệnh, dạy tiếng Việt và người hướng dẫn làm nông nghiệp tại Angola chia sẻ. Các bạn nhỏ rất thích học, đặc biệt là học tiếng Việt. Trong xóm trọ cũng có một người Angola từng là du học sinh trường đại học nông nghiệp, nên khi lũ trẻ thấy vợ chồng mình giao tiếp tiếng Việt với bạn du học sinh ấy, thì lũ trẻ càng thích thú, bác sĩ Quyết nói. Anh Quyết cũng cho rằng, hầu hết các anh nhỏ ở đây đều ngoan ngoãn, dễ bảo và vui vẻ, yêu quý người nước ngoài. Người dân ở đây thì thân thiện và hiền lành. Sau một thời gian học, mọi người có thể nói một số câu tiếng Việt đơn giản. Quan trọng hơn nữa là mình đã test thử khả năng học của bạn trẻ, thì thấy bạn nào cũng kém, lớp 7 rồi mà còn chưa thuộc bảng cửu chương, nên hai vợ chồng nghĩ sẽ giúp các bạn ấy học toán, đồng thời kết hợp học tiếng Việt. Hơn nữa thì khi các bạn ấy học được tiếng Việt, thì cũng sẽ yêu quý người Việt Nam hơn. Mang bản sắc của Việt Nam đến với người dân châu Phi luôn là tâm nguyện của hai vợ chồng tôi. Việc làm nhỏ này để người dân nơi đây biết đến Việt Nam và văn hóa của người Việt nhiều hơn, anh Quyết tự hào chia sẻ. Tuy có vất vả, nhưng tôi cảm thấy vui lắm. Trẻ em nơi đây cũng rất hiếu học. Tôi vẫn nhớ có lần viết lên bảng câu gì đó có hai chữ Việt Nam. Học sinh ở dưới không hiểu sao lại bảo nhau đồng loạt cứ hô vang mãi, Việt Nam, Việt Nam. Lúc đó tôi đã rất xúc động, bởi ở một đất nước châu Phi xa xôi, vẫn có những thế hệ học trò rất yêu Việt Nam. Thượng tá Lê Ngọc Sơn, người lính mũ nổi xanh Việt Nam gieo chữ tận Cộng hòa Trung Phi chia sẻ. Các bạn thân mến, như câu chuyện của Thượng tá Lê Ngọc Sơn, nhiều người cứ ngỡ rằng chỉ cần làm nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc, kiến tạo, giữ gìn hòa bình, ổn định ở đất nước đang chìm trong nội chiến này, thì sẽ nhận lại được sự tôn trọng, mến thương của người dân bản địa. Nhưng không, qua những câu chuyện này chúng ta mới thấy được rằng, muốn nhận được yêu thương, chúng ta phải cho đi rất nhiều yêu thương. Không phải tự nhiên mà dân làng lại ao ao chạy ra chào đón, vui mừng nhảy múa chào đón Thủy Tiên và Tim Quang Linh như cán bộ cấp cao vậy. Cũng không phải tự dưng mà những người dân ở Angola, những trẻ em ở châu Phi lại say mê học tiếng Việt, hát vang những bài hát Việt vui vẻ đến thế. Tất cả là nhờ có tình người, nhờ có tình yêu. Còn bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy cho Trí Thức Việt biết ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị sắp tới.